Xin chào em Thượng Ông, em là ống nhòm lông Hoàng Phương. Và em Phương đang có ngoài trời, em Phương quay về 3 mẫu sản phẩm em Phương bán chạy nhất trong năm 2024 này các bác nhá. Đây là 3 mẫu sản phẩm ống nhòm Sơn Tu và EK phục vụ cho anh em thời anh em săn nong. Đây là đầu tiên là con phiên bản Sơn Tu 326 feet 142. Con này rất ok anh em nhá. Con này thì Sơn Tu nói chung là đúng rồi, bản cao cấp của Sơn Tu đấy anh em ạ. Nó là bản 326. Đây là vấy một con nữa là con EK 326 feet phiên bản cao cấp của EK này. Và một tiếp theo là một phiên bản 142 340 feet, kính ED, kính của nó cực kỳ trong vắt cho anh em Thượng Ông nhá. 340 feet này, con này thì là hai vạch vàng, mức giá đợt này cũng hợp lý nhất cho anh em luôn. Khi anh em nhận được hàng thì sẽ gồm đầy đủ tại shop Hoàng Phương. Em Phương quay rất là chỉnh chu cho anh em xem qua. Đây là một cái tờ giấy bảo hành tại shop Hoàng Phương các bác nhá. Bảo hành 2 năm và có sẽ có chữ ký của em là chủ cửa hàng, mình sẽ ký tên và xuất hóa đơn từ ngày mua các bác nhá. Các bác yên tâm, bảo hành 2 năm các bác nhá. Về phụ kiện em Phương sẽ công khai giá đầu video luôn cho anh em xem qua. Đầu tiên có phiên bản Sơn Tu 142 326 feet, con này thì cực kỳ săn ong, cực kỳ ngon cho anh em luôn. Chiếc này để phụ kiện của nó thì gồm đầy đủ cho anh em. Em công khai giá chiếc Sơn Tu này luôn, là mức giá để tốt nhất cho anh em Thượng Ong là mức giá là 2.700.000 đồng anh em nhá. Bởi cho mức giá con này là 2.700.000 đồng. Anh em nào mà khách quen, khách mới, em Phương sẽ bớt cho anh em thêm một xíu nữa. Anh em cứ gọi cho em Phương, em để giá hợp lý nhất cho anh em luôn. Em cứ gọi cho em Phương bác nhá. Về phụ kiện của Sơn Tu sẽ có một cái túi đựng của Sơn Tu và cùng dây đeo và tặng thêm một cái túi đựng vải đó anh em nhá. Và một cái khăn lau của Sơn Tu và một quyển sổ của Sơn Tu anh em này. Và sẽ tặng kèm thêm một cái dây đeo ống nhòm để đeo vào Sơn Tu anh em nhá, dây đeo ống nhòm của Sơn Tu. Về tiếp theo công khai giá luôn con phiên bản 326 feet này, EK ED cao cấp. Kính của nó cực kỳ trong cho em Thượng Ong này. Em vẫn công khai giá chiếc này luôn để cho em Thượng Ong mức giá tốt nhất cho anh em luôn. Tại vì bây giờ cái đợt Tết anh em ạ thì có con này phải tầm 4.400.000 một con anh em nhá. Chắc chắn luôn, tại vì đợt Tết không có hàng mà bán anh em, thực sự không có hàng mà bán luôn. Công khai giá chiếc 326 này bây giờ mức giá là 4.200.000 đồng anh em nhá. Em qua ngoài trời nó hơi ồn một chút, anh em thông cảm cho em Phương. Chiếc 326 feet EK này là 4.200.000 đồng, bao ship bảo hành 2 năm cho em Thượng Ong. Về phụ kiện của EK thì sẽ gồm đầy đủ các một cái túi đựng của EK này, gồm dây đeo và dây đeo ống nhòm của EK cho anh em Thượng Ong và một quyển sổ bảo hành hướng dẫn của EK và một cái khăn lau của EK cho anh em Thượng Ong nhá. Và vẫn được tặng kèm thêm một cái và một cái giấy bảo hành cho anh em luôn. Và tiếp theo một con phiên bản hai vạch vàng 340 feet. Nay thì em để cho mức giá hợp lý cho anh em luôn, hai vạch vàng. Con này là bản cao cấp nhất của EK. Đợt trước con 326 này là bản cao cấp nhất rồi. Và EK họ mới đề cập ra một cái phiên bản cao cấp nhất của EK, phiên bản nào hai vạch vàng 340 feet. Sẽ công khai giá trước 340 feet này để cho anh em Thượng Ong mức giá hợp lý nhất cho anh em. Ưu tiên những anh em là khách hàng mới và khách hàng cũ bên em sẽ được mức giá hợp lý nhất cho em Thượng Ong. Cứ gọi những máy alo cho em Phương sẽ để mức giá hợp lý cho anh em, sẽ được bao ship bảo hành 2 năm, nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em Phương các bác nhá. Công khai giá chiếc 340 feet này mức giá để cho em Thượng Ong là mức giá là 5.500.000 đồng, bao ship bảo hành 2 năm cho em Thượng Ong. Chứ mức giá này cũng rất hợp lý cho anh em rồi, anh em yên tâm. Tại vì là em Phương sẽ bao ship bảo hành 2 năm cho em Thượng Ong. Và con 340 feet này về phụ kiện thì gồm giấy bảo hành này, túi đựng này, túi đựng của có dây đeo này và khăn lau của EK và một quyển sổ bảo hành của EK và một cái dây đeo bản to của EK. Mức giá cũng hợp lý nhất cho anh em rồi và kèm giấy bảo hành cho anh em Thượng Ong. Mức giá này rất là hợp lý với số Hoàng Phương cho anh em Thượng Ong. Em sẽ nói qua về giới thiệu qua nhanh để cho anh em xem qua các bác nhá. Anh em thì con này mức giá chỉ có 2.700.000 đồng thôi. Sẽ để cho em mức giá hợp lý nhất, anh em cứ gọi cho em Phương. Em vẫn công khai giá vậy nhưng mà em vẫn thiện chí và bớt cho anh em mấy anh em phiên bản cao cấp nhất của Sơn Tu 142 EK 326 feet phiên bản mới Sơn Tu 326 và thân sẽ có logo của Sơn Tu em này, phụ EMC BK4 này, waterproof chống nước này, BK4 này, sẽ có một cái diode chỉnh cận nọa đấy anh em và cốp mắc của nó cực kỳ ngon cho anh em Thượng Ong phiên bản này. Các bác này vặn lên cho em, khi anh em dùng anh em vặn hết lên cho em các bác nhé, vặn hết lên cho em. Chứ con này thì mức giá hợp lý nhất cho anh em rồi, phiên bản này 142 326 feet. Con này thì mức giá tầm trung tầm hơn 2 triệu, con này nó đang là số 1 anh em ạ. Con này là số 1, con phiên bản tầm 2 triệu rồi, anh em yên tâm cho em Phương các bác nhá. Mức giá chỉ có 2.700.000 đồng, sẽ được giảm giá thêm một xíu nữa anh em, cứ gọi cho em Phương. Mức giá hợp lý cho anh em ED này, kính ED của Sơn Tu. Con này nhìn của ông thì cực kỳ trong vát và không bị rung anh em nhá, chăm không bị rung, anh em yên tâm. Anh em nhận hàng kiểm tra đi tiết ong thoải mái cho em Phương các bác thưa ông nhá. Tiếp theo là một con phiên bản EK 326 feet, cũng làm mưa làm gió tại trường Việt Nam. EK kính phủ đỏ cho anh em thưa ông này. Con này thì đầy đủ mã vạch ở thân ống nhòm anh em nhá, đủ mã thân ống nhòm cho anh em. Một cái điều chỉnh cận nọa nữa cho anh em Thượng Ong, phiên bản EK 326 feet, mức giá hợp lý cho anh em Thượng Ong luôn. Chiếc này thì cũng rất hợp lý rồi, EK đầy đủ phát thanh đóng nhòm, phủ kính ED cao cấp của EK, rất là ok cho anh em Thượng Ong này. EK của ED waterproof cho anh em Thượng Ong nhá. Con này thì sao đâu cũng rất hợp lý cho anh em, tại vì là tầm khoảng 4 triệu con này nó là số 1 anh em nhá. Tầm phút 4 triệu con này là số 1, em chỉ bán một vài mã thôi, anh em Thượng Ong yên tâm cho em Phương các bác.
Con này sơn ong rất là nét cho anh em tự ong luôn. Con này cực kỳ ok. 326 feet, mức giá siêu cho anh, mức giá là 4.200.000 đồng, mức giá hợp lý cho anh em luôn. Và cái phiên bản EK hay vạch cam, con này thì cũng rất là mưa làm gió thị trường Việt Nam rồi. Con mắc con này thì sơn ong phải nãy anh em, có những anh em bảo so sánh con này này ngang với M7 anh em nhá. Xoáy ngang với M7 tại vì con này là 340 feet, trường nhìn của nó rất là rộng. Và kính của nó kính cao cấp của nó rất là nhiều thấu kính bên trong và sẽ có bơm khí nitơ. Sơn ong điều hòa mát dễ dàng hơn và đổi ong dễ dàng hơn anh em thợ ong nhá. 5.500.000 các bác này. 340 feet EK 142 đầy đủ vạch ở thân ống nhỏ, chống được 100%, tất cả chống được 100% anh em nhá. Anh em thợ ong mà đặt hàng trước nào thì cứ gọi cho em Phương sớm nhất các bác nhá, tại vì là hàng hóa em sẵn rất là nhiều, đợt này em về hàng rất là nhiều cho anh em thợ ong luôn. Anh em thợ ong mà đặt hàng trước nào thì cứ nhấc máy alo cho em Phương các bác nhá, tại vì đợt này hàng em về phải nói là cũng rất là nhiều. Anh em không phải sợ no hết hàng đâu các bác nhá. Tất cả hàng mới sẽ được gồm được bao ship bảo hành 2 năm cho anh em thợ ong. Đây mức giá đầy đủ cho anh em luôn. Sản phẩm bên em thì cam kết chính hãng 100% cho anh em thợ ong. Em Phương công khai giá cho anh em rồi. Anh em đặt hàng trước nào thì cứ gọi cho em Phương các bác nhá, gọi sớm nhất cho em. Giá cả đến đề cập tốt nhất tại thị trường Việt Nam cho anh em thợ ong. Báo giá 3 chiếc này, mức giá ngon và hợp lý cho anh em. Sẽ hợp lý các bác nhá, cứ gọi Zalo cho em Phương. Các bác cứ gọi cho em các bác nhá, tại vì là giá luôn hợp lý nhất cho anh em. Cứ gọi cho em các bác này, báo giá 3 chiếc phiên bản này, mức giá hợp lý nhất cho anh em luôn. 142, 3 mức 142 các bác nhá. Liên hệ qua số hotline cho em 0968893012, em Phương sẽ tư vấn cho anh em chú bác phiên 3V bản này.